Xin chào cả nhà. Hôm nay Khanh mời cả nhà đi tham quan nhà, không có tham quan ô tô nữa. Thì với vị trí của Khanh đang đứng đây, đây là căn nhà mẫu của Awa City, một căn biệt thự 18x20. Thì Khanh sẽ chia sẻ về thông tin căn biệt thự này dành cho những quý anh chị quan tâm đến vị trí đảo Phượng Hoàng của Awa City nha. Bây giờ Khanh mời cả nhà mình đi vào nhà để tham quan coi căn nhà này có gì hay, có gì hấp dẫn. Xin mời. Khi mà bước vào, đầu tiên Khanh muốn giới thiệu với cả nhà mình, đây là một cái không gian cực kỳ sang trọng. Đây là nội thất của căn nhà mẫu. Thì phần nội thất của căn nhà mẫu này được bố trí theo phong cách hiện đại với các vật dụng. Đây, các vật dụng bằng những cái vật liệu cao cấp. Và cái khu vực đảo Phượng Hoàng này thì hiện tại là chưa có mở bán nữa, tức là đang đóng dở hàng. Đầu tiên khi bước vào thì quý anh chị sẽ nhìn thấy ngay một cây đàn piano. Đấy, một cây đàn piano. Nếu mà anh chị mình là những chủ nhân tương lai của những căn nhà này và mình yêu thích âm nhạc thì đây là một cái vị trí tuyệt vời để mình có thể sáng tác ra nhiều bài hát rất là hay. Kế đó Khanh mời nhà mình di chuyển. Đây là cái phần vị trí của dưới chân cầu thang, được bố trí một cái khuôn viên nhẹ để gia tăng cho cái không gian xanh của căn nhà mình, cũng giống như là làm có những cái ô cửa giúp cho cái không gian nhà mình, cái không gian biệt thự của mình lúc nào cũng có ánh sáng vào, lúc nào cũng có không khí tươi vào. Rồi, Khanh mời nhà mình đi qua đến khu vực phòng khách. Đây là không gian của phòng khách. Không gian của phòng khách thì bố trí rất là rộng. Mình có một cái sofa dài ở đây. Rồi, mình sẽ có một cái không gian chiêu nhẹ. Đây, ở vị trí này thì quý anh chị có thể nhìn ra cái phần sân vườn bên ngoài. Rồi, mình có thể nhìn ra cái không gian phía trước. Ở vị trí này, đây là một cái công viên nhỏ kế bên cái căn biệt thự của mình. Kế đây là cái phần thiết kế của vị trí để tivi. Nó mang phong cách cũng là hiện đại, giúp cho mình có những cái không gian để đồ cũng giống như nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Một cái tivi Samsung rất là to đúng không ạ? Nhà mình sẽ có một cái bàn ăn 8 chỗ ngồi. Đây, bàn ăn 8 chỗ ngồi. Nếu mà gia đình mình, những anh chị mua sở hữu những căn biệt thự này có nhu cầu nhiều chỗ hơn thì mình có thể kéo dài cái bàn ăn ra một tí, tại vì hai bên nó còn một cái khoảng đi rất là rộng. Kế đây mình sẽ tiến đến cái vị trí bếp. Vị trí bếp thì mình sẽ có một cái quầy bar nhỏ ở trên đây. Nhà mình hiện tại là sẽ có bố trí hai quầy bar. Đây là một cái quầy bar ở tầng trệt, thì mình còn một cái quầy bar ở lầu phía trên nữa. Chút xíu nữa thì Khanh sẽ giới thiệu cho mình thêm về cái quầy bar ở phía lầu sân thượng nha. Rồi, đây là cái phần bếp. Thì ở trong cái phần bếp này, nếu mà nhà mình có một cái buổi tiệc 12 thành viên, 8 thành viên thì vẫn đủ. Mình có thể nấu nướng ở đây, cũng giống như là mình di chuyển đồ. Và ở phía dưới có rất là nhiều hộc để đồ đây. Đây là những cái bếp mang phong cách hiện đại. Ngoài ra, cái không gian ở phần này nó rất là sáng, sẽ giúp cho mình lấy ánh sáng bên ngoài vào. Thì đối với các căn nhà hiện đại thiết kế theo phong cách là tự nhiên là chính, mình sẽ dùng ánh sáng tự nhiên, hướng gió tự nhiên để làm cho căn nhà mình nó xanh hơn. Rồi bây giờ Khanh giới thiệu tiếp cho nhà mình vị trí để tủ lạnh, cũng giống như là lò nướng, rồi lò vi sóng là phần này. Rồi, một cái cửa để mình có thể đi ra hành lang phía sau. Rồi, ở tầng trệt cũng có bố trí cho gia đình mình một cái vị trí toilet. Đây là vị trí toilet của nhà mình đây, ở ngay tầng trệt. Đây là không gian của toilet. Rồi, một cái bàn rửa mặt ở phía sau đây. Đây là vị trí của bàn rửa mặt. Đối với anh chị
quan tâm đến cái tiện ích của máy giặt cũng giống như máy sấy, thì đây là cái vị trí để máy giặt máy sấy. Rồi đối với phong cách nhà hiện đại thì giặt và sấy là mình có thể đem vào là mình mặc ngay, ủi đồ ngay. Đây là những cái phong cách rất là đây là những cái phong cách mới giúp cho nhà mình tiết kiệm thời gian cũng giống như tiết kiệm công sức. Thay vì thời gian này mình có thể đi tập gym, rồi mình có thể đi spa, mình có thể đi bơi lội. Tại vì phong cách hiện đại thì đối với những anh chị là ở cái tuổi 30-40 thì mình sẽ bận rất là nhiều việc và cần cái thời gian để vận động nhiều hơn. Rồi bây giờ Khanh mời nhà mình đi lên cái phần cầu thang. Cầu thang được bố trí là sàn gỗ, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Ở phía vách tường thì sẽ có những cái tấm trang trí đây, mang phong cách cũng là hiện đại luôn. Ở ngay cái phần chiếu nghỉ của mình thì vẫn có những cái cửa sổ để lấy ánh sáng bên ngoài vào, thì căn nhà của mình góc nào cũng có sáng, góc nào cũng có ánh sáng trời. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình tham quan lầu 1. Lầu 1 sẽ có hai phòng ngủ, một phòng master và một phòng nhỏ. Đầu tiên, khi mà lên cầu thang rồi, mình sẽ có một phòng master bên trái đây. Xin mời cả nhà. Bước vào phòng master thì mình sẽ có một cái không gian cực kỳ rộng. Đã nói master thì nó sẽ rộng nhất đúng không ạ? Đối với các không gian phòng master thì nhà mình thấy nó sẽ có bố trí rất là nhiều tiện ích, cũng giống như là cái không gian mở. Rồi mình sẽ có thêm một cái ban công. Đây là vị trí để có thể ra ban công phía của phòng master. Ra ban công phía trước, mình có thể nhìn ra phía trước căn nhà. Ở đây mình có đặt thêm một cái ghế. Cái ghế này sẽ giúp cho người chủ sở hữu căn nhà khi mà đi về, mình có thể là ngồi ở đây làm việc tí tí. Rồi cũng giống như là có thể là ngồi nói chuyện với bà xã đúng không ạ? Ngay vị trí này. Ngoài ra ở vị trí này mình có thể quan sát phần kính bên trái của Khanh đây. Đây mình nhìn ra cái không gian xanh kế bên. Rồi mình sẽ có một cái tivi, tivi bên phải của Khanh. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho mình cái phần vệ sinh của phòng master. Phần vệ sinh của phòng master chia ra 3 không gian. Không gian đầu tiên khi mà mình bước vào là cái bồn tắm. Cái bồn tắm này được ngăn cách với cái phòng ngủ của mình là bằng một cái vách kính. Cái vách kính này nó là tối màu thôi, nhưng nó sẽ mang cái không gian lãng mạn hơn rất là nhiều. Mình ngồi ở, khi mà mình tắm ở đây thì quý anh chị tưởng tượng không ạ? Nó sẽ gia tăng cái hạnh phúc của gia đình rất là nhiều đúng không ạ? Rồi ở đây mình sẽ có hai cái bồn rửa mặt. Rồi hai cái bồn rửa mặt. Do phòng mình là phòng master thì nếu mà buổi sáng anh chị thức dậy cùng một thời gian thì sẽ không bị giành nhau cái bồn rửa mặt. Rồi bên đây sẽ có cái phòng thay đồ. Rồi, khi nhà mình tắm xong thì mình có thể đi qua đây, mình có phòng thay đồ của mình sát bên. Đây là cái phần để quần áo, rồi các tủ giày nằm phía dưới. Rồi. Đối với phần vệ sinh và phần tắm thì mình ngoài cái phần bồn tắm nãy giờ Khanh mới giới thiệu xong thì mình sẽ có thêm một cái phần là tắm đứng ở ngay vị trí này. Đây là cái phần tắm đứng. Và phía sau lưng cái phần tắm đứng thì nó sẽ có vị trí của toilet. Dạ đây, đây là vị trí của toilet. Và tất cả các không gian, các cái phòng đều có cửa sổ. Giống như Khanh nói là đây là một căn nhà mang phong cách hiện đại thì nó sẽ bố trí rất là nhiều cửa sổ. Kể cả ở vị trí của phòng tắm, bồn tắm mình cũng có một cái cửa sổ ở đây, một cái hàng cây xanh ở vị trí này. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho mình phòng kế bên. Và trước khi bước qua phòng kế bên thì cái không gian chính giữa của sàn mình là một cái phòng khách nho nhỏ. Ở cái vị trí này, nếu mà anh chị đi buổi tối về không muốn làm phiền phòng nhỏ cũng giống như phòng master
thì mình có thể ngồi đây mình làm việc và mình có thể là xử lý mọi thứ trước khi mình vào phía trong phòng. Ngoài ra ở đây nếu mà anh chị có cần về cái tivi thì cũng đã được bố trí một cái tivi nằm vị trí này đây. Rồi, bên phải của cầu thang đây là một cái phòng nhỏ thôi, cũng mang phong cách là hiện đại và tất cả các vị trí đều có cửa sổ hết. Một cái nữa Khanh muốn chia sẻ với nhà mình là căn nhà đang sử dụng hệ thống máy lạnh trung tâm. Thì nhà mình thấy không ạ, nó sẽ không có những cái cục lạnh, cục nóng, tất cả đều là máy lạnh trung tâm hết, thì mang cái phong cách nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều và hiện đại hơn rất là nhiều. Rồi, cái bàn làm việc của mình ở vị trí này có một bức tranh để cho mình có thể là làm cho cái ánh mắt nó nhẹ nhàng hơn sau mỗi buổi đi làm. Về phòng tắm cũng giống như toilet thì cái phòng nhỏ và phòng master được thiết kế giống nhau. Phòng nhỏ thì sẽ không có cái bồn tắm ở vị trí này, thì nó chỉ có cái bàn rửa mặt thôi. Đây là phần vị trí bàn rửa mặt. Rồi tủ đồ, tủ quần áo, tủ giày của mình được bố trí ở vị trí này. Rồi ở phía sau là toilet và phòng tắm đứng. Bên đây là toilet. Rồi bên đây là phòng tắm đứng. Rồi bây giờ Khanh mời cả nhà mình bước lên lầu 2 để có thể tham quan cái không gian của lầu 2 nha, một cái phong cách khác nữa. Chào mừng cả nhà mình lên lầu 2. Ở lầu 2 mình giống như Khanh chia sẻ ban đầu sẽ có một cái quầy bar. Đây cái quầy bar để nhà mình có thể mời anh chị em, bạn bè, những người thân của mình đi lên đây để mình có thể ngắm hoàng hôn buổi chiều. Đây có một cái sân thượng rất là rộng đây. Lát nữa Khanh sẽ giới thiệu chi tiết cho nhà mình. Rồi cái quầy bar của mình. Đây cái quầy bar. Mình sẽ bố trí một cái chậu rửa ở đây. Rồi nếu mà mình có thể đem cái bếp điện thì mình có thể đặt âm vị trí này cũng được. Nhà mình thấy cái quầy bar này đẹp không ạ? Đây là không gian quầy bar nha. Rồi. Ở vị trí này mình cũng có một cái phòng nhỏ y như cái phòng nhỏ ở lầu 1. Bố trí y như vậy. Ở đây mình sẽ có một cái tấm trắng. Cái tấm trắng này được làm bằng gỗ nha. Nó sẽ mang phong cách khác một tí, không có bàn làm việc. Rồi, phần phía sau đây thì toilet được điều chỉnh lại. Phu này là phần tủ quần áo nè, rồi tủ trang điểm, bàn trang điểm ở vị trí này. Đây là vị trí bàn trang điểm. Rồi, cái toilet của mình được dời qua. Đây là phần toilet. Rồi, đây là phòng tắm đứng. Rồi, phía đây là bàn rửa mặt ạ. Đây là bàn rửa mặt. Sau khi tham quan xong cái phòng nhỏ thì Khanh muốn giới thiệu cho mình cái phòng tập luyện trong nhà. Đây là khu vực phòng gym. Ở khu vực phòng gym, nếu quý anh chị không có thời gian đi đến những cái trung tâm của khu Awa City thì mình có thể tập tại nhà. Tại vì bố trí tiện ích của Novaland dành cho khu Awa City này, mình sẽ có những cái khu tập luyện của City Gym để cho mình có thể nâng cao thể lực, mà nó là một cái tiện ích nội khu. Novaland thiết kế lên một cái khu dự án đều có sẵn tiện ích. Nếu không có tiện ích thì mình sẽ thành một thành phố rất là buồn đúng không ạ? Mình sẽ không muốn ở, nhưng ở đây tiện ích hình thành, nhà mới hình thành sao. Đây, cái không gian tập luyện của mình. Rồi, có rất là nhiều cửa sổ để cho mình có thể có một cái không gian nó gần gũi thiên nhiên hơn, lấy ánh sáng mặt trời. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra cái phần ban công. Ban công của nhà mình đây. Một cái không gian rất là mát, rất là xanh. Nếu mà một buổi chiều, nhà mình hiện tại là đang là hướng đông đó, nếu mà buổi chiều mình ra đây rất là mát và không bị nóng. Ngồi đây, ngồi đây thì mình có thể là ngắm cái không gian bên ngoài, cũng giống như là mình sau một cái buổi làm việc ở trong phòng máy lạnh
thì đây là một cái không gian xanh để cho mình lấy lại nhiều năng lượng cho cơ thể cũng giống như cho đôi mắt của mình không bị mệt mỏi. Đây là một không gian rất là xanh. Trên đây thì sơ bộ Khanh đã giới thiệu xong cho nhà mình cái căn biệt thự của đảo Phượng Hoàng. Mong rằng cái video của Khanh sẽ mang lại những cái giá trị cũng giống như giúp cho nhà mình hình dung được Aqua City đã thay đổi, đã lột xác như thế nào ở những cái căn biệt thự. Và nhà mình mong muốn đi đến đây tham quan, trải nghiệm Aqua City thì có thể liên hệ giúp giùm Khanh qua số điện thoại 0847 888 444 sẽ hỗ trợ cho mình thông tin dự án rõ ràng hơn. Và nhà mình lưu ý giùm Khanh, đối với các cái dự án của Novaland đều có những cái mức thanh toán rất là hợp lý, chỉ từ 15% của giá trị dự án, phần còn lại sẽ được bảo trợ qua ngân hàng, tiền gốc và tiền lãi mình sẽ không đóng cho đến khi nhận nhà và ký hợp đồng mua bán. Với số tiền 15% của giá trị căn nhà thôi, mình đã không phải đóng bất kỳ một cái tiến độ nào nữa cho đến khi ký hợp đồng mua bán. Thì như vậy, nếu nhà mình mua một căn nhà phố tại Aqua City, một căn biệt thự tại Aqua City, Khanh ví dụ 10 tỷ thì mình chỉ vô có 15% thôi. Thì sau đó đến thời điểm mà ký hợp đồng mua bán, mình mới đóng phần còn lại. Nhưng thời điểm từ lúc các bạn, quý anh chị mua nhà cho tới lúc ký hợp đồng mua bán thì nó rơi vào khoảng 3 năm. Đó. Thì trong khoảng này, mình giá trị căn nhà của mình đã tăng lên rất là nhiều. Và với 1 tỷ rưỡi bỏ ra cho căn nhà 10 tỷ thì lúc 3 năm sau thì quý anh chị thấy nhà của Nova khi nhận nhà lúc nào cũng tăng khoảng 40% giá trị. 40% giá trị tức là 10 tỷ thì mình sẽ lên khoảng tầm 14 tỷ. Nhưng quý anh chị chỉ đầu tư có 1 tỷ rưỡi thôi. Rồi, đó là những cái thông tin sơ bộ thôi. Mọi chi tiết thì quý anh chị có thể liên hệ 0847 888 444. Bên Khanh sẽ giải đáp thông tin rõ ràng hơn dành cho quý anh chị nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại ở các video sau.